Anh Dậy Mà Đi thể hiện hình ảnh nữ sinh xuống đường, và đó cũng là điều mà góp phần không nhỏ để chiến thắng của cách mạng Việt Nam chúng ta. Nguyễn Thị Minh Khai thì cô là một hình ảnh bất khuất, kiên cường và cho chúng ta ngày nay ai cũng phải noi theo. Tôi có một ý kiến như thế này. Đây là một cái lời khen dành tặng cho em. Tôi khen em không phải vì tiết mục của em dàn dựng công phu hay là có nhiều vũ công múa phụ họa, nhưng mà tôi khen em ở cái tinh thần khi em đi thi. Nghĩa là em cố gắng và quyết tâm, em làm hết sức mình. Đó là cái điều mà tôi cảm nhận được điều đó. Và đây cũng là một cái lời tôi khuyên với tất cả các thí sinh. Khi chúng ta đi thi, bất cứ vòng thi nào, chúng ta phải biết trân trọng từng khoảnh khắc để thể hiện mình trước ban giám khảo. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh khả. Xin chào tất cả mọi người, và sau đây em sẽ hát bài Calling Star. No calendar.
là nghệ thuật biểu diễn. Cho dù là em hát, em nhảy, em múa hay là em kể điểm bất kỳ điều gì thì phải cho người ta thấy được cái sự đắm chìm của em trong đó. Từ đầu tới giờ, chị cảm thấy là em đắm chìm trong giây phút của em. Và chị cũng đắm chìm theo trong đó. Đó chính là tài năng. Tài năng có nghĩa là tạo nên khoảnh khắc của người nghe và người biểu diễn. Và chị rất thích tiết mục này. Cảm ơn em. Sự việc xin người hãy hỏi Khuôn Diệt đại sư. Vẫn là câu chuyện của sứ giả chứ gì? Mô Phật. Ta đã nhờ đại sư trả lời với sứ tống rồi. Ta phận đơn côi tang chế còn vướng trên mái tóc. Sau 3 năm mãn tang mới được phép rời khỏi cô phòng. Còn vương nhi con ta mới có 6 tuổi tròn, không thể xa mẹ vì miệng còn hôi sữa. Tàu thái hậu, bần đạo đã chuyển lời đó đến sư thần. Vậy thư phúc đáp ra sao? Xin đại sư cho biết. Tàu thái hậu, sứ tống vẫn không thay đổi ý định, buộc thái hậu dạo quân đến Biện Kinh để quy phục tống triều. Chưa hết, sứ tống còn cho đòi. Sứ tống đòi gì? Đòi ai? Đòi ta? Đòi đại sư hay đòi quan ngoại giáp? Thưa tàu, sứ tống đòi. Đòi chi? Tàu thái hậu, sứ tống đòi nộp long bào tiên đế. Lão, ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Ta thà chết chứ không bao giờ chịu nhục. Khuôn Việt đại sư, người hãy thay mặt triều đình nói với sứ tống biết rằng đất này có chủ, nước này có vua, thần dân có xá tắc tế khuôn phò. Xá tắc của thần dân tông miếu hợp hành khí thiêng sông núi. Từ lâu rồi Việt tống biết hủy đà chia cõi, cục rừng dãy núi, con suối dòng sông đứng lằn danh vùng đất của vua Hùng, còn vang mãi từ trong đồng dựng nước. Đất hẹp người thưa nhưng không là tiểu nhược, há nghiêng tai hướng giọng điệu đại cường. Thưa đại sư, thưa quan ngoại giáp, thưa các vị đại thần, hãy tha thứ cho tôi đã phạm phải tội tày đình. Vì sợ nhục mất nước mà lần thứ nhất trong buổi lâm chầu, Dương Văn Nga tôi đã bừng bừng sắc giận. Tàu thái hậu, trong thờ sứ tống thúc bách trả lời, mong thái hậu phán quyết. Thế nào hả quan ngoại giáp? Tàu thái hậu, trong thờ thúc bách sứ tống còn dọa rằng nếu ta không nộp long bào trong nội nhật thì 30 vạn quân sẽ trải ngang ranh giới ảo ạt và làm cỏ nước ta. Và hơn 10 vạn thủy binh sẽ vượt biển Quảng Đông, tiến quân vào Bạch Đằng Giang tàn phá. Ta không hỏi Đức Ông về những lời hăm dọa của sứ giả tống triều, mà ta muốn xin ý kiến của Đức Ông là có nên nộp hay không nộp long bào. Tàu thái hậu, công lao tiên đế đã mất nhiều năm mới dựng nên giang sang đại cồ Việt. Ta không thể để một sớm một chiều bị hủy diệt bởi họa ngoại xâm. Đức Ông quả xứng đáng là người đại diện cho họ Đinh. Xin Đức Ông nói tiếp. Vì lẽ đó, tấm long bào nên nộp. Đức Ông! Nộp để được yên thân dựng nước giữ bờ. Nộp để chờ thời đợi thế dục quản cầu mưu. Nộp long bào để chỉnh tu binh mã. Nộp long bào để tích thảo đô.
hậu, muôn tâu thái hậu, muôn tâu thái hậu, muôn tâu thái hậu, thái hậu. Nhục mất nước là cái nhục ngàn đời không rửa sạch. Nếu muôn xưa yếu hèn và phản bội, hẳn ngày nay sông núi đã không còn, thì lấy gì mà bến nước hương non? Cần chi hỏi nhau nên hòa hay chiến? Ta đã kiêu hùng quyết tâm vượt biển, với niềm tin sẽ thắng được ba đảo. Ta quyết không dâng nộp Long Bào. Ngày mai đại lễ vẫn được cử hành, Long Bào vẫn được đức vào sơn lâm tiên đế. Chiều cánh tay người làm nên lịch sử, nâng Long Bào tiên đế như nâng gánh nặng sơn hà. Đây là niềm tự chủ, là niềm khát khao được lập nghiệp Âu Ca, là nghiệp cả của tiên vương mà ngàn thu vừa rửa thẹn, để trời Nam rực rỡ ánh Minh Châu, để chứng minh hào kiệt giống tiên rồng, đời đời bác khuất. Động tác này khi người đối phương bóp cổ mình sẽ dùng hai tay chắn tay đối phương ra và tay còn lại chỏ vào cổ đối thủ. Khi đối phương có ý định sàm sỡ hoặc chỉ vào ngực mình sẽ lấy tay đẩy ra, tay còn lại móc vào cổ đối phục thủ, kéo ngược ra ngoài sau. Khi đối phương có ý định tấn công dao, tay mình sẽ gạt ngay cổ, tay còn lại ấy vào chỗ đối thủ, đồng thời chân gạt vào. Ứng dụng đời thật. Thank you.